Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay video tiếp theo em hướng dẫn cho cả nhà cái cách để mình sửa cái quần jean của mình khi bị lưng nó rộng nha. Thì bây giờ mình sẽ lưng rộng thì mình sẽ tháo cái phần lưng sau này. Cả nhà sẽ tháo cho em cái phần lưng sau, đừng có tháo ra cái phần lưng trước nha. Mình tháo khoảng một đoạn cũng được, hoặc là nếu như mà lưng quần của các chị mà ví dụ nó rộng quá thì các chị có thể tháo hết một cái phần lưng sau cũng được nha. Thì đừng có tháo con đỉa ra này. Sau đó thì các chị tháo luôn cái đường trên cho em. Mình tháo hết cái phần lưng sau ra, mình trừ cái phần con đỉa hai bên hông ra nha. Để khi mà mình may á, là mình may từ mình cách cái con đỉa hai bên hông ra khoảng chừng 5 cm á, để mình có đường mình cho cái chân vịt vô mình may á. Ở đây mình tháo hết cái đường trên này và cái đường dưới xong rồi này. Đấy, thì bây giờ các chị sẽ cắt đôi ra cho em. Cắt đôi vào ngay cái chỗ của cái con đỉa đó. Thì lát nữa mình may con đỉa vô thì nó sẽ che đi cái phần nối của mình nha. Sau đó mình cắt xong hết rồi thì cái phần trên á, là cái phần nó lưng nó chưa được ôm, nó dư, thì các chị sẽ cắt xéo vào cho em một phần nha. Cắt xéo vào một phần để cho cái lưng phần trên của mình nó sẽ ôm vào cái lưng của mình, nó không bị ngửa ra nha. Như cái quần này là nó đang bị ngửa lưng ra đó các chị. Rồi cái bên kia thì mình cũng cắt y chang như vậy luôn, hai bên giống y như nhau luôn. Sửa quần lưng này thì rất là dễ nha các chị, rất là dễ, các chị nhìn em sửa là các chị biết sửa liền thôi, mình khỏi phải mang ra tiệm nữa. Hai bên cắt y như nhau. Rồi bây giờ mình sẽ nối nó lại. Nối nó lại, miếng trong thì mình nối vào miếng trong và miếng ngoài thì mình nối vào miếng ngoài nha. Mình nối rời nhau ra. Miếng dưới thì mình nối vào miếng dưới này. Mình chạy thẳng vào một đường. Rồi bây giờ mình nối thêm cái miếng bên ngoài vô. Đó là mình sửa, cũng sắp sửa xong cái lưng rồi đấy các chị. Rất là nhanh nha. Mình nối xong hết hai cái phần lưng này vô rồi thì mình sẽ may cái phần cạp ở trên nhá. Mình may cái phần cạp ở trên đó, mình nối xong ở trên nó tụm vô đó các chị. Lát nữa mình mặc vô nó sẽ rất là ôm lưng và rất là đẹp. Nó không có bị ngửa ra nha. Rồi các chị sẽ tẻ ra, tẻ ra cái đường chỉ ra để cho nó khỏi bị cộm á. Rồi các chị sẽ may cho em từ bên này qua bên kia là cái phần ở bên trên lưng đó. Nếu như mà các chị không may như thế này cũng được, các chị có thể là gập vào rồi các chị cho vào chân vịt một ly, các chị mí một đường ở bên ngoài cũng được. Nhưng mà để cẩn thận hơn thì các chị sẽ may cho em một cái đường bên trong này trước này. Để khi tiếp theo mình mí cái đường bên ngoài á, nó sẽ đẹp hơn nha các chị. Mình may xong cái đường trên này rồi, bây giờ mình lộn ra. Mình lộn ra thì bên trên đó là bên trên lưng, lát nữa mình sẽ mí sau nha. Thế là xong cái phần bên trên. Rồi bây giờ còn cái phần bên dưới nữa, mình đi một đường thôi là xong. Các chị cẩn thận hơn thì các chị sẽ may cho em một cái đường dính, nó nằm ở bên cái chỗ nối nha. Cái sống lưng nó nằm ở đâu thì mình sẽ dặm chỉ nó vào chỗ đấy. Rồi mình nối nó vào thôi. Các chị ơi, các chị xem thấy hay thì các chị cho em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký nha. Ở bên dưới, phần dưới của em có làm thêm một cái kênh là Khói Chiều Cơm Quê. Các chị cho em xin một lượt đăng ký ở chị bên bên kênh đấy nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Bây giờ các chị sẽ may cho em một đường thẳng. Một đường thẳng bay qua cái con đỉa. Là xong. Cái phần này thì các chị sẽ may cho em hai đường nha, để cho nó chắc nha. Cái này mình may bằng chỉ, không phải chỉ rin á. Nếu mà các chị có chỉ rin á thì các chị may một đường thôi cũng được, nhưng mà cái này là chỉ thường nên là các chị sẽ phải chạy cho em hai đường. Chạy cho em hai đường để cho đường chỉ nó dày lên, nó nổi lên thì nó sẽ đẹp hơn nha. Cái này là lát nữa em sẽ chạy hai đường, nhưng mà video này em chạy một đường thôi. Bây giờ các chị sẽ mí cho em một cái đường trên nữa là mình đã xong cái quần rồi đấy các chị. Rất là dễ đúng không các chị? Mình khỏi phải mang ra tiệm. Mình cứ ở nhà mình cắt, mình làm như vậy là xong, là được ngay thôi. Mang ra tiệm còn phải chờ đợi nó rất là lâu đúng không? Mình mí một đường thẳng ngang qua là xong thôi. Cảm ơn các chị rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại các chị ở video tiếp theo nha. Các chị ủng hộ kênh, nhấn cho em lượt đăng ký, chia sẻ nha. Và nhớ đăng ký kênh Khói Chiều Cơm Quê, kênh mới của em nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.
Bye bye cả nhà nha.